Thưa quý vị và các bạn, sau đây là một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Châu Phú B tổ chức thực hiện công tác bình nghị công dân đủ điều kiện thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2022. Qua công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phường Châu Phú B có 46 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2022. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tổ chức bình nghị công khai ra dân nhằm tuyển chọn các thanh niên đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2022. Tại buổi bình nghị, đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thông qua các quy định về tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ, Thông qua danh sách 46 công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ năm 2022. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân, sẵn sàng nhập ngũ và gia đình. Giải đáp những thắc mắc có liên quan đến thực hiện nghĩa vụ quân sự. Buổi bình nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của thanh niên và gia đình thanh niên liên quan đến công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng ghi nhận và xem xét giải đáp từng trường hợp cụ thể, đồng thời tuyên truyền đến thanh niên và gia đình những quy định của luật nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách, vai trò trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và động viên các gia đình tạo điều kiện cho con em lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, làm tròn nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước.